Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng là những ngày cuối tuần, mình có dịp đưa Bên Nguyễn là một trong những chuyên viên tư vấn bất động sản chuyên về khu Nam để tham gia vào một cái dự án khá là đặc biệt tại dự án Nhà Bè. Thì Bên Nguyễn có cảm giác như thế nào khi mà mình tham quan một Clubhouse khá đẹp tại dự án này Bên Nguyễn? Dạ vâng, xin chào anh Sửu cũng như là xin chào tất cả các anh chị chúng ta đang xem video clip này. Thì hiện tại thì được anh Sửu là giới thiệu đến với một cái dự án khu đô thị tại khu phía nam thành phố là mang tên là Zeitgeist Nhà Bè. Thì hiện tại thì Bên Nguyễn đang có mặt tại Clubhouse tại dự án với quy mô là 359 sản phẩm thấp tầng của giai đoạn thứ nhất. Thì Bên Nguyễn thấy là đây là một trong những cái dự án có vẻ là rất là đáng sống tại khu Nam Sài Gòn. Và hôm nay thì rất là muốn nghe anh Sửu chia sẻ về tại vì một cái dự án đáng sống này phải là bao gồm những cái cảnh quan và những cái tiện ích đáng sống, và thường là nó sẽ tập trung tại các khu vực Clubhouse dành cho cư dân. Như thế thì không biết là tại khu vực Clubhouse của dự án Zeitgeist này thì sẽ có những cái tiện ích nào anh Sửu có thể chia sẻ? Rồi bây giờ là Phước Sửu và Bên Nguyễn sẽ cùng với mọi người đi khám phá tất cả những tiện ích trong cái Clubhouse ha. Yeah. Thì Bên Nguyễn trong Clubhouse này thì có 3 Clubhouse chính đó Bên Nguyễn. Yeah. Thì chỉ khoảng hơn 350 sản phẩm thôi, nhưng mà có 3 Clubhouse. Yeah. Thì cái phân khu và Phước Sửu và Bên Nguyễn đang đứng đó là A31. Thì có một cái Clubhouse khá lớn, diện tích khuôn viên cũng phải hơn 1000 m² đó Bên Nguyễn. Yeah. Thì chủ bộ đầu tư bố trí khá là đẹp luôn phòng Bên Nguyễn ha. Yeah, có một đây có khu vực hồ bơi. Yeah. Ngoài khu vực hồ bơi thì ở đây có những khu vực giống như là mình dùng để những cái ghế nằm phải không? Yeah. Sau lúc mà mình tắm lên thì mình có thể vừa tắm nắng và mình thư giãn ở đây. Yeah. Và một cái vị trí thứ hai thì tạm thời hiện tại chủ đầu tư đang để xa bàn của dự án, nhưng mà đây là một cái nhà hàng ở Bên Nguyễn. Bên Nguyễn có thể là khám phá vào bên trong luôn Bên Nguyễn ạ. Yeah, xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng theo dõi Bên Nguyễn cùng vào ạ. Đây là khu vực sa bàn tại dự án. Sa bàn của dự án và sau này là một cái gọi là nhà hàng mini ha. Yeah. Thì tại đây thì Bên Nguyễn và mọi người có thể là tổ chức những cái tiệc tùng của gia đình mình. Mình có thể book trước với chủ đầu tư và từ đó thì mình có thể là tổ chức những buổi tiệc sinh nhật nè, những cái tiệc cuối tuần với gia đình, hẹn hò, buffet hoặc là barbecue cùng với lại cái hồ bơi này. Vâng, Bên Nguyễn thấy thì cái trần nhà rất là cao và được bố trí những khu vực đèn như thế này nè, và nghĩ là khi vào những ngày cuối tuần và vào buổi chiều tối á, thì khi mà chúng ta đã đặt sẵn những cái bàn tổ chức những cái buổi tiệc ăn uống cùng bạn bè trong một cái không gian vừa có hồ bơi nè, vừa có cái không gian rất là ấm cúng cũng như là rất là sang trọng như thế này, thì chắc chắn nó sẽ một phần nào khẳng định vị thế của anh chị khách hàng khi mà chúng ta đang sống tại đây. Quá tuyệt vời Bên Nguyễn ha. Yeah. Chúng ta sẽ cùng ra là khu vực hồ bơi các anh chị ha. Bên Nguyễn ơi, ở đây hồ bơi thì có hồ bơi vừa người lớn vừa cho em bé luôn. Khu vực người lớn người trẻ em. Hồ bơi khá rộng phải không? Yeah. Một hồ bơi với một cái diện tích khá rộng với sải bơi thì cũng khá hợp lý để cho những cái người gọi là chuyên gia bơi xiền phải không? Yeah. Đây là có hồ bơi trẻ em nè. Đây khu vực hồ bơi trẻ em. Đẹp luôn. Em thấy thì hiện tại là đối với dự án này cũng đã các mảng xanh cũng đang dần phát triển rồi. Tuy nhiên là tại khu vực Clubhouse thì đây là khu vực trung tâm tiện ích. Thì Bên Nguyễn thấy là rõ ràng là không gian xanh được chủ đầu tư bố trí rất là đầy đủ cảnh quan cây xanh. Nó tạo cho mình cái cảm giác rất là thư thả và thoải mái. Có lẽ là sau một ngày làm việc chúng ta có thể đi dạo xung quanh khu vực Clubhouse cũng như là khu vực khuôn viên của dự án để chúng ta cảm nhận hơn về cái không gian xanh cũng như là nâng cao cái sức khỏe thể chất của mình để bắt đầu một ngày mới làm việc được tốt hơn. Và nó rất là hay. Bên Nguyễn có nhận thấy được là một cái tông màu, một cái cách bố trí của dự án nó làm gọi là tô điểm và làm trở nên một dự án nó rất là nổi bật. Và cái gam màu này đối với cái chủ đầu tư đã gọi là thiết kế ở bên này thì cái gam màu này không bao giờ bị lỗi thời phong Bên Nguyễn. Dạ đúng rồi, với những cái phong cách thiết kế của dự án rất là mới hiện đại như thế này thì chắc chắn khi mà dự án được hình thành ổn định thì sẽ là nơi tập trung của rất là nhiều các anh chị khách hàng. Chúng ta di chuyển về đây để sinh sống và ổn định lâu dài tại một cái khu đô thị đẳng cấp phía nam thành phố. Trước mặt của Phước Sửu và Bên Nguyễn là một cái đây là một cái quầy gọi là về pha chế cà phê. Rất là thoáng mát phải không? Nhìn hiện tại thì chắc có lẽ là một thời gian tới thì bên phía chủ đầu tư cũng sẽ bố trí đúng không anh Sửu? Đúng rồi, chính xác. Cái Bên Nguyễn khi mà cư dân vào ở đầy đủ rồi thì đây sẽ là một cái nơi gọi là quầy bar rất là đẹp và bố trí những cái món cocktail cực kỳ ngon khi mà Bên Nguyễn sau khi là bơi lên xong là Bên Nguyễn có thể sử dụng luôn nè. Em để ý thì đây cái khu vực Clubhouse này nó khá là thoáng, cho nên là nó có cái gió đối lưu rất là tốt, khu vực này rất là mát mẻ anh Sửu. Đúng rồi. Ngoài ra thì trước khi cái cổng vào Clubhouse á, thì có một cái gọi là cái quầy tiếp khách, cái lễ tân đấy, sảnh đón lobby ha. Đây xin mời mọi người, khi mà chúng ta có bạn bè gì đến á, thì chúng ta mời vào khu vực này hoặc là những cái đối tác để có thể chia sẻ những cái thông tin về dự án mình, cũng như là ký kết những cái hợp đồng nhận nhà, hoặc là mình có thể là thanh toán những cái tiền điện nước ha. Một cái lobby khá đẹp, khá sang trọng, rất là sự chỉnh chu, một sự chỉnh chu của chủ đầu tư. Chúng ta nhìn qua từng chi tiết rất là nhỏ thôi, thì hy vọng là thông qua những cái thông tin chia sẻ vừa rồi thì các anh chị chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ có được nhiều cái thông tin để chúng ta tham khảo khi mà sống tại một khu đô thị đẳng cấp tại khu vực phía nam thành phố như là Zeitgeist Nhà Bè. Bên Nguyễn à, ngoài những cái tiện ích như vậy thì có một cái phòng tập gym khá đẹp luôn. Bên Nguyễn là có phải là một cái tín đồ của gym hay gamer hay không Bên Nguyễn nè? Rồi cùng với Bên Nguyễn mình khám phá vào bên trong căn phòng này có những gì ha. Xin mời mọi người ạ. Wow, quá đẹp luôn Bên Nguyễn. Đầu tiên là cái mùi thiết bị tập rất là mới các anh chị. Đúng rồi. Ở đây được bố trí đến khá nhiều máy rồi Bên Nguyễn ạ. Khu vực rất là nhiều máy, và đặc biệt là Bên Nguyễn thấy là những khu vực tạ này rất là chất lượng luôn các anh chị. Cái này thì nó đảm bảo là chúng ta có thể các anh chị có thể có được một cái buổi tập rất là an toàn và rất là chất lượng. Một Clubhouse dành cho khoảng 100 cư dân thôi, nhưng mà có khá nhiều máy tập và đã đưa về đây phải không? Chúng ta có máy chạy bộ nè, rồi xe đạp, rất là nhiều những thiết bị phòng tập gym, gần như là khá là chuẩn so với những cái phòng tập gym bên ngoài rồi đó anh Sửu. Trời ơi, vào đây thì Bên Nguyễn không cần phải là đi những phòng tập gym nào khác. Một cư dân ở đây thì khá hoàn hảo, tiện ích đầy đủ phải không? Thì ngoài ra thì chủ đầu tư còn bố trí một vài căn phòng khác ở Bên Nguyễn. Ở đây thì mình có thể là trưng bày nè, những phòng tranh, hay là những tổ chức những buổi tiệc, hoặc là những cái phòng ký kết hay là cái gì thì chủ đầu tư cũng khá chỉnh chu cho khách hàng ha. Ngoài ra thì cái Clubhouse này còn có thêm một tầng nữa trên cao, thì và nhìn toàn bộ cái khung cảnh ở bên này. Thì trước khi mà mình lên tầng 1 á, thì mình vào cái tầng trệt của Bên Nguyễn, vào một cái không gian gọi là vệ sinh, nhưng mà không phải là không gian sinh hoạt vệ sinh bình thường. Ở đây là một những cái phòng tắm massage này, xông hơi nè, và có đến 3 cái căn phòng vệ sinh. Căn phòng vệ sinh đầu tiên mà xin giới thiệu đến mọi người đây là dành cho những người gọi là có thể là tàn tật ha, di chuyển vào để đi vệ sinh và rất là thoáng mát, sạch sẽ. Và căn phòng thứ hai là ví dụ căn phòng này thì có thể dành cho nữ đó Bên Nguyễn. Rất là đặc biệt phòng Nguyễn có khá nhiều bồn tắm, và ở đây có nguyên một cái quầy xông hơi nữa. Thì bây giờ mình phải vào cái căn phòng vệ sinh dành cho nam ha. Rộng rãi, thoáng mát, và điều đặc biệt là có một cái tầm view khá đẹp luôn. Ở đây thì tầm view về khu vực trước. Ở đây chúng ta có những cái tủ locker để mà có thể là để những cái vật dụng cá nhân, rất là thuận tiện luôn. Rồi sau đó thì cũng quên vào đây để mình tắm xông hơi ha. Đây xông hơi khô, rồi rất là ok. Xông hơi khô. Wow, một cái Clubhouse rất là đầy đủ những tiện ích dành riêng cho cư dân đẳng cấp tại khu vực Nam Sài Gòn. Ngoài cái khuôn viên gọi là hồ bơi thì còn có những cái hồ cảnh quan nè, rồi trồng cây xung quanh, và có những cái lối dạo bộ cho em bé xung quanh cái khu vực Clubhouse nữa. Nhìn cảm giác rất là thoáng, rất là chỉnh chu, một cái khu đô thị được chủ đầu tư thiết kế rất là chỉnh chu và gần như là rất là ưu tiên những cái trải nghiệm của cư dân và sinh sống tại đây. Đúng rồi Bên Nguyễn. Chắc là rất là ít chủ đầu tư họ đã thiết kế những cái căn gọi là thấp tầng, nhà thấp nhầng, nhưng mà vẫn có thể là hoàn thiện những cái cơ sở ngoại thất, nội thất cực kỳ tuyệt vời trong một cái Clubhouse để cho những quý cư dân sử dụng. Ngay cả những cái chủ đầu tư cực kỳ lớn cũng chưa có những cái tiện ích bậc nhất có 102 này phong Bên Nguyễn. khi mà một cái dự án quy mô lớn được một chủ đầu tư uy tín phát triển trong cái thời gian gần đây, thì em nghĩ là với rất là nhiều những cái cập nhật mới về phong cách thiết kế, về những cái tiện ích dành riêng cho cư dân, thì chắc chắn nó sẽ là một trong những nơi rất là đáng sống trong thời gian này. Đúng rồi Bên Nguyễn, khi nãy giờ là Phước Sửu và Bên Nguyễn đã đi dạo một vòng cái tiện ích gọi là cực kỳ hấp dẫn tại cái dự án Zeitgeist Nhà Bè này. Thì quý cư dân và những người và đang tìm cho mình một cái cơ hội gọi là về là đầu tư sinh lời và an cư lạc nghiệp, thì cũng đừng quên cái dự án Zeitgeist này nha. Chắc chắn rồi. Và thông qua những thông tin chia sẻ vừa rồi thì hy vọng là các anh chị sẽ có thêm nhiều thông tin để mà chúng ta có cái cơ hội được mà sinh sống và định cư lâu dài tại một khu đô thị mới của khu Nam thành phố. Và những thông tin chi tiết thì chúng ta có thể vui lòng liên hệ đến số hotline trên màn hình để các bạn chuyên viên tư vấn có thể liên hệ và hỗ trợ các anh chị được tốt nhất. Bây giờ thì Bên Nguyễn và anh Phước Sửu xin chào và hẹn gặp lại.